Đi dừng trở lại nha. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta về thăm vườn trà là. Những hàng cây trà là rất đẹp ở khu vườn này đã làm cho nhiều người thấy ngạc nhiên, vì đặc điểm sinh trưởng của cây trà là sống ở miền khí hậu tương đối nó nóng hơn bán sa mạc hay gần ở các miền Trung Đông. Nhưng mà những hàng trà là này đang được trồng ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ của mình đó các bạn. Năm nay mình đi thăm vườn trà là trong cái ngày 30 tháng 4 năm 2021 nên chỉ mới có một vài cây nó có trái chín đỏ như thế này, còn đa số thì trái còn xanh, do đó nó không hấp dẫn bằng cái năm ngoái. Nhưng tiếc là năm ngoái mình không có quay phim. Đang bở đâu? Để được đến vườn trà là này, gia đình mình xuất phát từ thành phố Vĩnh Long. Đây là con đường gieo sông Cổ Chiên, con sông của hệ thống sông Cửu Long chảy ngang thành phố Vĩnh Long. Từ đây chúng ta sẽ đi ngang cái đường quốc lộ 1, đi qua quốc lộ 80 và rẽ vào làng Hoa Sa Đéc. Làng Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp khởi nguyên là làng Hoa Tân Duy Đông, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi, nằm bên bờ sông Tiền, quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiển. Lịch sử làng Hoa Sa Đéc đã hình thành từ những năm đầu thế kỷ, bây giờ dùng Tân Quy Đông chỉ và hồng tuần hoa để trang trí dịp Tết. Thấy hoa hợp đất nở đẹp, dần dần nhiều hộ trồng hoa đã tăng lên và xác định mục đích kinh doanh. Sau lan rộng ra các vùng như là Sa Nhiên, phường An Hòa, xã Tân Khánh Đông và phường 3 thuộc thành phố Sa Đéc. Đến nay tổng diện tích trồng hoa đã có đến hơn 500 hecta với trên 2.300 hộ và 2.000 loài hoa kiển khác nhau, trở thành một trong những địa kiển lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam. Đi đò có chị đi, chị tám ánh chị năm đó. Đi thì đã có về ba trúng số luôn. Giờ đây chúng ta đã đến vườn trà là ở làng Hoa Sa Đéc. Đây rồi các bạn, đây là một điểm check-in trải nghiệm rất đẹp ở vườn Hoa Sa Đéc, được mở ra chỉ mới một vài năm nay. Vườn trà là nằm ở phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, cách cổng làng Hoa Sa Đéc 1 km. Vườn trà là có diện tích 400 m² với hơn 100 cây đã trên 10 năm tuổi và đang cho trái rộ.
Từng cây trà là được chủ vườn chăm sóc chu đáo, cây được trồng thành hàng thẳng tắp, mỗi cây cách nhau từ 2 đến 3 mét. Những chiếc lá được tỉa gọn gàng, cắt ôm gọn thân cây. Cây trà là còn được gọi là cây cao Nga Mi, tên khoa học là Fernix Loweri, thuộc họ cao. Có nguồn gốc từ trung tâm Bắc Phi Châu, cây thường thân sơ cột thấp, cao từ 3 đến 6 mét và mọc thẳng, có màu xám bạc, mập xù xì, có hình dáng hơi giống cây dừa. Trên thân cây có nhiều vết sẹo do cuốn lá rụng để lại. Cây rất dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá cao. Sau khi trồng khoảng 3 đến 4 năm, cây sẽ trổ bông và cho trái mùa đầu tiên. Lá mọc tập trung ở phần đỉnh, hình cong, đầu lá, ngọn cứng có màu xanh và dài từ 3 đến 6 mét. Phía trên gần ngọn cây, từng chùm trái trà là chín rủ xuống với màu cam vàng, rất đẹp. Ngoài việc tham quan chụp ảnh bên những chùm trà là vàng ươm, khách tham quan còn được tự tay hái trái và thưởng thức hương vị của trái đang chín mọng. Tới đây xin tạm biệt các bạn, tạm biệt vườn trà là của làng hoa Sa Đéc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong một mùa hè sắp đến. Xin thân ái chào.